Cơ quan khí tượng của Việt Nam đã điểm lại những cơn bão mạnh có kịch bản tương tự với bão số 3 Yagi. Bão số 7 năm 2016 tên quốc tế là Sarika, hướng di chuyển lệch bắc hơn so với bão số 3, cường độ khi gần đảo Hải Nam Trung Quốc là cấp 14, thấp hơn 2 cấp so với bão số 3, cường độ khi đi vào vịnh Bắc Bộ là cấp 11 đến cấp 12. Tổng lượng mưa do cơn bão này không đáng kể, các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ đã xảy ra mưa từ 19 giờ ngày 18 tháng 10 năm 2016 đến 1 giờ ngày 20 tháng 10 năm 2016, phổ biến khoảng từ 30 đến 70 mm, một số nơi có mưa rất to trên 100 mm. Bão số 2 năm 2014 có tên quốc tế là Ramasun, hướng di chuyển lệch bắc hơn so với bão số 3, cường độ khi gần đảo Hải Nam Trung Quốc là cấp 14 đến cấp 15, thấp hơn 1 đến 2 cấp so với bão số 3, cường độ khi đi vào vịnh Bắc Bộ là từ cấp 14 đến cấp 15. Tổng lượng mưa do cơn bão này từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 7 năm 2014 ở vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 40 đến 70 mm, có nơi 80 đến 120 mm. Các tỉnh vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 100 đến 300 mm, có nơi trên 300 mm. Bão số 3 năm 2014 có tên quốc tế là Kamagi, hướng di chuyển lệch bắc hơn so với bão số 3, cường độ khi gần đảo Hải Nam Trung Quốc là cấp 13, thấp hơn 3 cấp so với bão số 3, cường độ khi đi vào vịnh Bắc Bộ là từ cấp 12 đến cấp 13. Tổng lượng mưa do cơn bão này gây ra từ 13 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2014 đến 13 giờ ngày 18 tháng 9 năm 2014 ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, phổ biến từ 50 đến 150 mm, riêng tại Hoàng Su Phi, Hà Giang là 204 mm.